Hiện nay trên địa bàn huyện Mường La có khoảng hơn 13.000 lao động đi làm việc ở các tỉnh thành phố trong cả nước. Đó là kết quả của hoạt động tư vấn hướng nghiệp đã nỗ lực triển khai. Việc đi làm ăn xa đã mang lại nguồn thu nhập khá lớn cho những gia đình trước đây chỉ làm nghề nông. Người lao động của huyện Mường La chủ yếu làm việc tại các công ty khu công nghiệp các tỉnh như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên năm 2022 có 6 công dân được ghi nhận là công nhân gương mẫu điển hình, 133 hộ gia đình viết đơn thoát nghèo, thoát cận nghèo, thu nhập bình quân từ 6 đến 15 triệu đồng một tháng. Một số công dân đi làm việc ở nước ngoài thu nhập từ 20 đến 65 triệu đồng một tháng. Trước kia thì tôi ở nhà tôi chỉ có đi làm nương làm giấy. Đấy, chủ yếu là làm ruộng nương, ngô, thu nhập thì không được có có nam thì được, có nam thì mất, mất mùa là đối. Thì tôi đã quyết tâm xuống dưới kia học mà làm. Tôi đi học được 8 tháng ở trường. Mà tôi ra trường từ đấy đi vào công nhân chính thức ở công ty Thăng Hà Lầm. Thì tôi thu nhập của tôi là một tháng là 19-20 đến 20 triệu đồng. Ngày hội Việc làm và tư vấn hướng nghiệp năm nay của huyện Mường La đã thu hút 13 doanh nghiệp và hơn 2.000 người tham gia qua đó đã cung cấp thông tin về thị trường lao động cho những người có nhu cầu việc làm, học nghề, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế. Tập đoàn thì chúng tôi đang đẩy mạnh tập trung vào cái nhu cầu tuyển dụng cho cái ngành khách sạn nhà hàng cho hệ thống các cái công ty đơn vị thành viên của tập đoàn cũng như là các đối tác thì đây cũng là tôi nghĩ là nó cũng sẽ là một cái nguồn lao động ở địa phương nó sẽ khá là phù hợp có thể là bước đầu là những lao động phổ thông hoặc là lao động đã qua đào tạo sau đó thì cũng sẽ được thông qua doanh nghiệp được đào tạo thêm các kỹ năng để kỹ năng nghề và đáp ứng được yêu cầu sử dụng theo như hình thức là đào tạo thực hành tại doanh nghiệp. Tại đây, người lao động có thêm cơ hội lựa chọn ngành nghề, công việc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, dựa trên kỹ năng sở trường của mình để có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp, đảm bảo thu nhập. Hôm nay thì được đi thăm xem khảo sát rất nhiều công ty giới thiệu và cũng bản thân tôi thì cũng xuống thì cũng thăm dò thì cũng ý định cũng mong muốn là sẽ được đi xuất khẩu lao động như Đức và Nhật. Từ thành công trong tổ chức ngày hội việc làm hướng nghiệp hàng năm, huyện Mường La sẽ có những giải pháp thúc đẩy hoạt động này trong thời gian tới. Bởi đây là cầu nối, là cơ hội giúp người lao động tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, giúp người lao động có thêm nhiều lựa chọn, cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với điều kiện, khả năng sức khỏe của bản thân, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Thì chúng tôi cũng kết lối trực tiếp với lại các cái công ty có nhu cầu tuyển dụng để thực hiện cái việc tổ chức các hội nghị tư vấn việc làm tại các xã cũng như các bản. À, bên cạnh đó, thì cũng tập trung định hướng ngay cho các cháu học sinh à, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là giáo dục thường xuyên là có cái định hướng việc làm. Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp huyện Mường La đã tạo cầu nối giữa người lao động, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương, giúp người lao động yên tâm có địa chỉ làm việc tin cậy, bảo đảm các quy định của pháp luật đồng thời giải quyết và tạo nhiều việc làm cho thanh niên học sinh và người lao động với mục tiêu an sinh xã hội giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống nhân dân